Hello, có back to my channel Stars kìa không? Oh my gosh. Night you. Lottery. Watch TV on the sofa. Wow. Thằng bé đã khóc rồi. Thank you.
Oh my god. OK, và mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Subway Surfer. Thank you.
Oh my gosh. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Cứ theo bà. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. Place right here. Let's get off the street and find the danger close. Hey, it's all about the money. Pimpin' like the dead. I know this guy. He's connected. His name's Luigi. Me and him go back, so I could probably get you some work. Come on, let's head over there. Let's go around the back and use the service door. OK, tiếp tục rồi. Cứ theo Vice City. Tommy Vercetti. I poked my head out of the gutter for one freaking second and fate shovels shit in my face. Go get some sleep. Go get some sleep. What are you gonna do? OK. I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Get out the way.
pussy puta. Get some. Show me some ID. For my father? Maybe. Do you mind me resting my hand in your lap? Maybe. It's so difficult having a rich and powerful father. Vamos. See you around, handsome. Rồi, và các bạn sẽ tiếp tục làm được vụ tiếp theo khi các bạn vào chữ L okay, và nhận được vụ tiếp theo, ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ đó. Let's go. Hey, so there he is, huh? Got you a nice little place to stay. This is it, Tony Holmes. Take me to my place. Grab myself a biscuit.
rich. Apartments cost money. Was ist? Sette ist okay. Thank you.
Ok, taxi sim 2022. Let's go. Vừa update rồi. Nhưng mà xe của mình vẫn là xe mà mình đã mua từ trước đó. Ok. Ở đây các bạn sẽ đi đón khách. Mình sẽ ra ngoài đường. Có vẻ phiên bản mới update này có vẻ mượt hơn một chút. Hey taxi. Hi, how are you? I'm fine, thank you. And you? Radio 89.2. Now for a classic driving tune for all you motorheads out there. Keep the pedal to the metal. Sau đó thì các bạn sẽ đi tiếp tục đi tìm kiếm những con người và đi chở tiếp để lúc đó các bạn sẽ nâng cấp cho chiếc xe của mình ngon hơn. Ok, rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Camber Van Spish. Có loa được không đây? Mình sẽ vào lại xem như thế nào.
tiếp tục các bạn sẽ làm nhiệm vụ tiếp theo. Càng level càng cao thì nhiệm vụ các bạn càng khó hơn nhé. Ở đây hiện tại đang level 5. Chỉ cần chạm vào đâu đó là các bạn sẽ thua thôi. Các bạn phải lái cẩn thận, căng sao cho chuẩn. Ok. Xong rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.